Thoa xin được kính chào quý vị khán giả của Mỗi Ngày Một Niềm Vui. Thưa quý vị, thoái hóa cột sống là bệnh lý rất phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, mỗi khi xương khớp đau nhức, người bệnh hay tự ý sử dụng các loại thuốc kháng viêm để giảm đau nhanh chóng, bất chấp những cảnh báo với tác dụng không mong muốn. Trong đó, thường gặp nhất là đau dạ dày. Vậy làm sao để có thể điều trị thoái hóa cột sống đúng cách? Ngay bây giờ, hãy cùng gặp gỡ với chuyên gia của chương trình để tìm hiểu về điều trị thoái hóa cột sống an toàn, hiệu quả với chiết xuất từ Viện Hàn Lâm. Xin được giới thiệu Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y bệnh viện 108. Xin được gửi lời chào và cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia với chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào quý vị khán giả. Xin chào Thu Hà. Vâng, và trước khi bước vào cuộc trò chuyện thì xin được mời bác sĩ cùng với quý vị khán giả sẽ cùng đón xem một tiểu phẩm ngay sau đây. Ôi trời ơi, này chị ơi, sao cái anh này anh đẹp trai thế nhở? Diễn viên gì đấy? Lee Min Ho. Hả? Lee Min Ho á? Ừ. Eo ơi, sao mà đẹp trai đáo nể thế nhở? Eo ơi, thích thế. Này. Hả? Cô ơi cô, bằng tuổi con cô đấy, biết ngồi đấy mà cứ khen. Chị ơi, đẹp trai ấy là anh hết. Má, cái tội mê trai đẹp á, con đầu thai anh không hết đâu. Đấy. Ôi trời, mà thôi đi. Em nghĩ là muộn rồi đấy. Chị nhanh lên đi thay quần áo đi, đến câu lạc bộ khiêu vũ. Thôi, cũng được, cô đi đi. Người tôi đang đau nhức hết cả. Thôi đi, đừng có lười nữa. Về rồi xem sau. Đi. Khổ quá, tôi nói thật mà. Mấy hôm nay tôi đau lắm. Tôi bị thoái hóa cột sống. Nó đau nhức hết cái phần sống lưng người này. Xong bắt đầu nó đau dần, nó lan tê bì hết cả tay chân. Ôi dồi ôi, lúc tôi đau tôi toàn phải uống thuốc giảm đau đấy. Đấy, thế nhưng mà coi như là chỉ được đỡ tí thôi. Xong nó lại đi tiếp. Phải xem phim cho nó quên đau đi đấy. Không được chị ơi. Không phải là cứ thấy đau rồi uống giảm đau vào. Như thế thì dạ dày như chơi đấy. Em có biết một loại được chiết xuất từ thảo dược của Viện Hàn Lâm. Cái này uống vào cực kỳ hiệu quả chị ạ. Thế như nào, nói cụ thể đi xem nào. Hiệu quả cụ thể thì em không biết. Nhưng mà em lại có quen một chuyên gia đầu ngành. Để em gọi điện cho chị. Em gọi điện cô, xem cô gọi nhé. Đi. Thưa bác sĩ, trong tiểu phẩm vừa rồi thì nhân vật của chúng ta bị thoái hóa khớp. Nên mỗi khi bị đau nhức xương khớp thì lại tự ý dùng các loại thuốc tây để giảm đau. Vậy thì xin bác sĩ hãy cho biết việc dùng thuốc như vậy thì có đúng hay không và nó có nguy hại như thế nào ạ? Có thể nói là điều này là rất nguy hiểm và nó hoàn toàn là sai. Tôi nói ví dụ như là các thuốc giảm đau chống viêm dùng cho bệnh nhân bị bệnh lý xương khớp thì bao giờ nó cũng có tác dụng không mong muốn, rất là dễ gặp phải. Thứ nhất là có thể là những gây viêm loét dạ dày, đại tràng, thậm chí có thể xuất huyết dạ dày, có thể bị thủng dạ dày. Đó. Thế rồi là nó ảnh hưởng đến gan, đến thận và thậm chí là nếu những nhóm thuốc mà steroid có thể gây ra tình trạng cao huyết áp, đái tháo đường, thế rồi là có thể suy cái tủy tượng thận. Đấy là những cái biến chứng rất là nguy hiểm. Cho nên là khi đã nói là dùng thuốc, chúng ta cũng cần phải có sự tư vấn của thầy thuốc có chuyên khoa để mà có thể là nâng cao tính hiệu quả một cách an toàn và dự phòng được những tác dụng mong muốn, thì người ta có một xu hướng là người ta đi sâu, người ta nghiên cứu và sử dụng những cái sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược. Vâng, thưa bác sĩ, như trong tiểu phẩm vừa rồi thì nhân vật của chúng ta có nhắc đến việc điều trị thoái hóa cột sống an toàn hiệu quả với chiết xuất từ Viện Hàn Lâm. Vậy thì xin bác sĩ có thể thông tin cho quý vị khán giả được biết không ạ? Có thể nói rằng là trong kho tàng của y học cổ truyền chúng ta thì có rất nhiều các thảo dược có thể tác dụng để điều trị các bệnh lý xương khớp. Tôi nói ví dụ như là cây địa liền chẳng hạn. Ngày xưa các cụ chúng ta khi mà chúng ta bị đau xương khớp thì bao giờ chúng ta dùng củ địa liền giã ra rồi đắp vào chỗ đau. Có thể là sắc uống, có thể là ngâm rượu. Và bằng những kết quả công trình nghiên cứu hiện đại, Viện Hàn Lâm Khoa Công nghệ Việt Nam thì người ta mới phát hiện ra rằng trong củ địa liền nó có một hoạt chất nó gọi là KGA1, có tác dụng chống viêm và giảm đau, có thể nói là vượt trội so với một số những tân dược. Thế ngoài ra nữa thì người ta còn tìm cách người ta kết hợp thêm một số những các cái yếu tố khác, ví dụ như là dùng bài độc hoạt tăng ký sinh kết hợp thêm với collagen type 2, nó có tác dụng là giảm đau, chống viêm và phục hồi cái sụn khớp rất là tốt. Thì như vậy vừa đảm bảo tính hiệu quả nhưng vừa đảm bảo tính an toàn. Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì liệu hoạt chất này có thực sự có tác dụng trong việc điều trị thoái hóa cột sống hay không? Và có phương pháp nào để điều trị vừa an toàn lại hiệu quả, đồng thời hạn chế những tác dụng không mong muốn ạ? Sau 6 năm nghiên cứu của Viện Hàn Lâm Khoa Học Công nghệ Việt Nam, thì người ta mới phát hiện ra hoạt chất KGA1, nó có tác dụng giảm đau của nó rất là tốt. Các nhà sản xuất hiện nay thì người ta cũng không bằng lòng với cái chuyện là chỉ dùng riêng KGA1, người ta kết hợp thêm với độc hoạt tăng ký sinh, đó là bài thuốc cổ phương, và kết hợp với collagen type 2. Chúng ta biết là collagen nó là một acid amin,
có trong thành phần của sụn khớp, có tác dụng là tái tạo sụn khớp rất là tốt và tái tạo cái dịch khớp, chứ có thể nói là collagen type 2 phối hợp cùng với KGA1 với bài độc hóa tăng ký sinh, nó vừa phối hợp giữa hiện đại với cổ truyền, vừa với kết quả công trình nghiên cứu, vừa với kinh nghiệm dân gian, nó như là một tam giác khép kín, vừa giảm đau, vừa chống viêm, vừa tái tạo và phục hồi sụn khớp, giúp cho bệnh nhân bị bệnh lý xương khớp có thể dự phòng cũng như là hỗ trợ các bệnh lý của mình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thể thuốc chữa bệnh. Hương thảo đan với chiết xuất KGA1 được nghiên cứu bởi INBC, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, hỗ trợ giảm đau, hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp. Hương thảo đan cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không hỗ trợ giảm đau xương khớp sau 2 tháng sử dụng. Gọi tổng đài miễn cước 1800 1156 để đăng ký tham gia chương trình. Sản phẩm chứa hoạt chất KGA1 kết hợp collagen type 2 và bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh, nhờ vậy đáp ứng được trọn vẹn tam giác khép kín, giúp giảm đau, chống viêm, phục hồi sụn khớp thoái hóa. Phương ơi, em đây. Phương, đi. Ôi, này, hôm nay đi đâu mà ăn diện thế này? Mà đi đâu? Đi sang rủ em đến câu lạc bộ khiêu vũ chứ đi đâu nữa. Dạo này xương khớp con nghẻ rồi hay sao mà đòi khiêu vũ? Trời ơi, không những tốt ý, mà còn rất chi là tốt. Từ ngày dùng cái hoạt chất KGA1 của Viện Hàn Lâm, hết đau lưng mà coi như là vận động thoải mái, cực kỳ tốt luôn. Khiêu vũ vô tư đê. Đấy, em đã nói rồi mà. Chị cũng phải cảm ơn em đấy. Không có em thì chị cũng đến khổ với cái căn bệnh thoái hóa cột sống. Thế nào người ta gọi là chị em cây khế. Úi giời ơi. Lên thay quần áo đi. Gì ok, nữa? Đợi em nhá. Đi luôn, đi luôn. Chờ mỗi ngày này. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ với những thông tin vô cùng hữu ích. Và thưa quý vị khán giả, hy vọng rằng những thông tin mà chúng tôi chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị có thêm những phương pháp điều trị đau nhức xương khớp hiệu quả. Và trong thời gian này, khi mà dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, quý vị đừng quên thực hiện tốt thông điệp 5K để giữ an toàn cho chính mình và cộng đồng. Còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.